Mỹ Michael Keller, 58 tuổi, nhắn tin điện thoại với bạn gái về chuyện xâm hại trẻ em nhưng bị người ngồi sau nhìn thấy. Vì hành vi trên, Michael bị tòa án sơ thẩm liên bang tại thành phố Tacoma, bang Washington, phạt 15 năm tù về tội âm mưu sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em. Michael sẽ bị giám sát suốt đời và phải ghi danh là tội phạm tình dục sau khi chấp hành xong án tù. Bản án xác định, trên chuyến bay vào ngày 31 tháng 7 năm 2017, Michael nhắn tin điện thoại với bạn gái Kên Bơn Út, 52 tuổi. Do Michael dùng điện thoại có màn hình và cỡ chữ lớn, nội dung tin nhắn bị nữ hành khách ngồi đằng sau trông thấy và chụp ảnh. Michael Keller và Kên Bơn Út, ảnh AP, nhận được hình ảnh, tiếp viên máy bay báo tin cho cảnh sát. Khi máy bay hạ cánh, Michael lập tức bị cảnh sát thành phố San Diego, bang California xét hỏi, bắt giữ. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Michael và Kên đang bàn chuyện đánh thuốc mê để xâm hại hai bé 5 đến 7 tuổi mà Kên được giao trông giữ. Cảnh sát còn tìm thấy hình ảnh gợi chụp trong điện thoại của Michael và hàng trăm ảnh ấu dâm trong laptop của Kên. Kên thừa nhận tội danh phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em và dự kiến bị tuyên phạt vào cuối tháng 3. Quốc đạt theo Billboard, New York Post, Les Blog, Us, Oi.